Xin chào anh chị, hồi trước giờ anh chị mình thấy là Acuvia là phân khúc vừa phải, không phải là quá cao, chưa có công nghệ đúng không? Nhưng mà lần này Acuvia nó đi một cái công nghệ là 16V8 máy pin, nhưng mà sở hữu một cái cụm đầu của con máy 13 ly, nhưng mà nó nằm trong con máy 16V8 và đây là phiên bản đầu tiên tại Việt Nam. 16V8 có chức năng anti kickback và rất là nhạy, và rất nhiều trong công nghệ trong con máy này, nhưng mà giá vẫn rất là tốt. Và những cái sản phẩm ở đây anh chị mình thấy Acuvia nó ra những cái phiên bản máy rất là nhiều, tặng đồ phụ kiện quá trời luôn, nhưng mà giá nó rẻ anh chị. Một bù lon hai pin một sạc mang 1.290.000, quá trời phụ kiện luôn. Rồi máy mài cũng vậy, hai cục pin 15 cell mà giá cũng rẻ. Nói chung là đại khái Acuvia lần này là nó cũng đánh rất là nhiều phân khúc, giá cũng dễ chịu, và đặc biệt là máy 16V8 nhưng mà sở hữu cái công nghệ là anti kickback của con 13 ly, và cái đầu cũng là 13 ly, và nhiều cái tính năng mà anh chị thấy chỉ có trên con máy này, là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam mình có. Và bây giờ Hồng Nhiên sẽ cùng anh chị mình test một cái mũi khoan rút lõi, xem con máy 16V8 này hãng nói rút lõi là đảm bảo luôn, thì bây giờ mình test thử xem nó như thế nào, thấy không? Bây giờ nó có phiên bản là nó nhìn rất là đẹp anh chị. Nhìn nó có hai màu ha, xanh lam và xanh lá, thì anh chị mình có thể chọn. Và Hồng Nhiên hôm nay khui ra, test xong khui ra coi công nghệ của nó là cái gì, như thế nào mà nó dám cam kết là độc nhất tại Việt Nam mình ha. Bây giờ mình đi test thử mũi rút lõi nè. Thì mình thấy không, cái mũi rút lõi này nó bự hơn cái thân máy luôn ha. Cái này rút lõi thì thật sự là Hồng Nhiên test cho anh chị coi thôi, nhưng mà cái hồi xưa giờ Hồng Nhiên bán, anh chị mình đừng có đem con máy thân nhỏ xíu này mà đem rút lõi thì nó vô lý ha. Đó, thì anh chị mình rút lõi thì quan trọng là cái mũi tốt thì mình sẽ xài được rất là ok. Rồi mình ví dụ như cái lực nó lớn nhất là ở tốc độ chậm nha, thì anh chị mình có thể dứt tốc độ chậm. Thấy không? Anh chị mình thấy khi mà nó sốc á là nó ngưng lại liền. Cái mũi này mà khoan nó bốc khói luôn anh chị, tức là cái mũi nó hơi lục ha. Đó, nhưng mà khi nó sốc là tự động này nó ngưng liền ha. Đẹp dữ lắm á. Đó. Anh chị mình thấy không? Đó, gặt cái là nó ngắt liền nếu mà như mà nó sốc. Đó, anh chị mình thấy cái lỗ là 60 luôn, nhưng mà nó vẫn khoan rất là vô tư. Nhưng mà khi mà sốc được cái lợi thế là anti kickback. Nhưng mà cái này là Hồng Nhiên nói anh chị ha. Những cái máy nhỏ nhỏ này Hồng Nhiên chỉ test cho anh chị coi sức mạnh thôi, chứ còn mà để mà rút lõi thì cầm máy này rút lõi là lâu lâu đụng thì chơi một cái thì được ha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đi test quan sát đúng của nó về khoan tường, khoan bê tông đâu đó. Ok, anh chị mình khoan búa là mình chuyển qua khoan tường, khoan bê tông á. Tường này thì nhẹ nhàng thôi, tường này đơn giản thấy không, tường là rất là dễ. Còn đây là bê tông nè, anh chị thấy bê tông nè. Vậy mình thấy không, bê tông đó nhưng mà khoan cái mũi rất là ok luôn, quá ngon luôn ha. Đó, đây là mình chuyển qua bắn Sài Gòn ha. Đó, vội Sài Gòn sát đi, ở đây đang để cấp trượt khoảng 15, quá ok luôn nè ha. Đó, nhả ra nè. Đó, sát này cũng dày lắm nha anh chị, sắt dày chứ không phải mỏng đâu ha. Đó, Sài Gòn bắn vậy là ok đó. Bây giờ mình bắn gỗ nha, bắn gỗ rồi anh chị mình cần thiết mình tăng lực. Đó, cỡ này thôi mà không cần tăng nè anh chị mình thấy nè, khi mà nó nặng quá là nó giật cái là nó ngắt liền nè, thấy không? Đó, anh chị mình thấy nè. Đó, ví dụ như mà anh chị mình cần mình cho nó mạnh chẳng hạn, mình tăng lên đó, hoặc là mình chạy số 1. Đó, ok nè ha. Còn anh chị nào mà không thích cái chức năng anti kickback thì mình tắt thôi. Đây, bắn vô nè. Thấy không? Đó, ví dụ như sợ nó gãy ốc hay gì đó, nó có chức năng này cũng hay lắm. Đó, bắn vô. Thấy không? Dạ. Đó, ra, ngon lành thấy không? Đó,
Đó, bây giờ mình khoan gỗ, khoan sắt cho anh chị mình coi nha. Đó, mạnh mẽ. Bao mạnh luôn á, nhỏ nhưng mà có vỏ. Đó, anh chị mình nhìn cái lỗ nè, chà bá luôn ha, quá ngon. Ê, quan sát nè, dứt mấy lỗ cho anh chị mình coi luôn, sắt cũng dày á. Dạ, thấy không, nó đang bị sốc nè, đang bấm cò nè, anh chị thấy không nè, cái băng bấm cò không đó, nhưng mà bị sốc cái nó ngưng à, cái chỗ này lợi hại lắm nha, thấy không, gạt cái nhẹ là ngắt đi đó, chống sốc lưỡi đồ kiểu ha. Đó là gì, nó sẽ sốc mà mũi nhỏ nhỏ gãy mũi khoan, anh chị mình thấy chỗ nè, sốc cái nhẹ cái thôi, rất nhạy ha, chỗ này ngon. Ok, anh chị thấy Hồng Duyên test cái máy không? Đảm bảo nếu anh chị muốn một cái máy mà có công nghệ, mà muốn sự nhỏ gọn mà mạnh mẽ thì anh chị phải mua con máy này liền. Thì con máy này anh chị mình thấy nè, cái mẫu của nó là Akuya F1 anh chị. Đây đã, bên này nó có một cái mã của nó, Akuya F1 ha. Thì cái mẫu này nó có chức năng anti kickback, thì anh chị mình có thể tắt mở tùy ý mình. Rồi tốc 1 của nó là 450 vòng và tốc 2 là 2000 vòng ha. Thì nó nói lực của nó maximum là 83 niu ha, lực 83 newton trên mét nè anh chị. Đó thì anh chị mình thấy là cái mẫu máy như thế này, anh thì thấy đây nè, nó nói là bảo hành cho anh chị là 1 năm. Thấy không? Hồi trước giờ bảo hành 1 tháng, 6 tháng đúng không? Bây giờ là lên thành bảo hành 1 năm. Mẫu này Akuya F1 ATC tức là có chức năng anti kickback. Mà nhưng mà anh chị mình thấy những con máy này nó như vậy nè. Thứ tứ nhất á, làm nó anh chị, cái cò của con này nó rất là đã nha. Đây là anh chị mình thấy cái cò bấm nhẹ nó đi từ từ lắm, nó mượt, em nói anh chị nó mượt cực kỳ luôn, nó mượt như Makita luôn chứ không tầm thường. Nó rất là mượt, cái cò này phải nói nó làm lần này anh chị thấy không, đúng không, nó tăng tốc lên từ từ và nó chạy rất là êm nha. Thì anh chị mình sẽ thấy Hồng Duyên ở đây có một cái hãng máy là Vui Ba ha, cái hãng máy Vui Ba nè anh chị. Thì cái này nó nội địa Trung Quốc, nó cũng thuộc dạng tốt đó, nhưng mà anh chị mình nhìn cái cò của nó nha. Đây em bấm từ 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 lên cho anh chị mình coi nè ha. Anh chị mình thấy cái gì? Tức là những cái cò như vậy á, nó không có mượn anh chị, giống như là nó bị khựng cái, giống như là anh chị mình thấy nó đang đi lên vậy, cái nó khựng xuống cái nó mới đi lên tiếp, anh chị mình thấy rõ ràng nè. Đây, em bấm cũng nhẹ nhẹ từ từ đúng không? Đó, anh chị mình thấy không? Tức là nhẹ nhẹ, nó không có đều, không có mượt như thằng kia đâu. Đó, anh chị mình thấy á. Đó. Còn này nhưng mà nó chạy ồn hơn, này nó mạnh hơn, nhưng mà nó chạy rất là êm nè anh chị mình thấy nè, em bấm nhẹ nè thấy không? Đó, anh chị mình thấy nó lăn lên từ 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 từ. Đó, nó rất là mượt và nó rất là êm. Đây là một điểm cộng rất là lớn cho con máy này. Và cái đầu nó cũng rất là chuẩn, anh chị mình thấy nè. Ví dụ đầu nè, đầu 13 ly nè. Đây anh chị mình thấy Hồng Duyên kẹp một cái mũi khoan đi. Anh chị mình thấy đầu nó auto lock ha. Rồi siết cứng anh chị mình nó sẽ nhả nhẹ cái. Đó, nhả nhẹ cái nó lock lại ha. Rồi anh chị mình thấy nè, đây nó sẽ rất là mượt khi anh chị mình sử dụng cái mũi khoan. Thấy không anh chị? Được chưa? Đó, ok ha. Thì con máy này F1 Akuya thì nó sẽ có là 3 chức năng. Một cái chức năng là bắn giúp thì nó có 20 cấp độ trượt. Đầu 13 ly, đầu kim loại lóc ha. Đó, cấp trượt. Rồi, xong ở chức năng thứ hai là chức năng khoan sắt, khoan gỗ hồi nãy anh chị mình thấy ha. Để chức năng nào anh chị mình khoan thứ đó. Rồi, chức năng thứ ba là khoan búa, khoan tường nãy anh chị mình thấy rồi. Đó, tức là Hồng Duyên nói là rất là rõ ràng, những con máy này là lực 83 niu, anh chị mình có thể là khoan được và rút lỗi, nhưng mà cái này chỉ là phụ, lâu lâu gặp cái gì đó mình cần giải quyết thì mình khoan, chứ con khoan này nhỏ xíu anh chị rút lỗi nó không có hiệu quả đâu ha. Thật sự đối với máy này họ rút lỗi không hiệu quả. Anh chị mình sẽ nhìn bề ngoài của nó có hai màu. Hồng Duyên sẽ khui cho anh chị một cái máy mới hoàn toàn, xem mình mua cái máy thì mình sẽ nhận được nó như thế nào nha. Ở đây con cái nó có hai màu, màu xanh lam là màu này nè anh chị. Đó, Akuya F1 ATC bảo hành 12 tháng. Đây, anh chị mình khui ra chọn bộ mới của nó vậy nè. Ok, có một cái túi đựng nè ha. Rồi ở đây nó có hai viên pin nè anh chị, hai viên pin nè ha. Pin của nó là chuẩn 2000 nha anh chị. Đó, pin nó là chuẩn 2000, pin 4 cell 16V á, 4 cell. Nhưng mà cái cục sạc anh chị mình thấy cục sạc nó rất là xịn sò nè ha. Cục sạc Akuya nó làm rất là chắc chắn. Đó, rồi ở đây thì anh chị mình thấy nè, cái máy của nó, để em cho anh chị coi, nó có hai màu nha, màu xanh lam và màu màu xanh lá. Thì anh chị mình chọn, và anh chị mình nhìn bề ngoài đó nè, đẩy vô
Ok, thì trên cái máy anh chị mình nhìn kỹ nè, hai cái máy của nó là màu xanh lam, là Galaxy luôn, có điểm luôn nè. Đó, xương xa hột lụ, ở kim xa, hạt kim xa. Hạt nó là hạt kia, kêu là hạt kim xa chứ không phải xương xa hột lụ ha. Rồi ở trên này thì anh chị thấy ở đây nó có cái đèn, đúng không, có đèn sáng. Ở đây thì anh chị mình thấy cái ba cái đèn báo pin á, thì đèn xanh, đèn vàng và cuối cùng đèn đỏ, là nó còn lại 20% là chỗ này anh chị phải sạc nè. Thay vì nó báo ba màu giống nhau đôi khi mình không để ý đúng không, còn này nó báo đèn đỏ, ok, hai cái đèn kia mất là còn lại 20% là anh chị sạc là vừa rồi. Rồi về thiết kế về vỏ nha, chút xíu Hồng Nhiên sẽ cho anh chị mình coi thiết kế về vỏ bên ngoài. Ở phía sau này là những cái sản phẩm mà anh chị mình nhìn đi, đa số nha, đa số những cái sản phẩm khác anh chị mình thấy này nó sơn. À, cái chữ này anh chị mình xài thời gian không phải nó đổ luôn đâu nha. Này là nó sơn một thời gian tự nhiên nó mất cái màu, nó mất cái màu trắng này. Còn đối với cái sản phẩm anh chị mình thấy nè, ví dụ Acuya anh chị mình nhìn thấy cái vỏ của nó là không có chê chỗ nào luôn, cái đời F1 này nè. Cái này là nó đúc nè anh chị, nó đúc từ trong ra luôn ha. Cái này là nhựa nó màu trắng luôn chứ không phải nó sơn đâu nha. Cho nên là luôn cả cái chữ này hay là luôn cả cái bát này là nó từ trong ra. Chút xíu anh cho anh chị coi ha. Đó, chứ không phải là nó sơn lên thời gian cái nó bị bay màu. Anh chị mình thấy tất cả hầu như những cái mã máy ở Việt Nam mình bây giờ á, là cái chữ này nó dập nổi lên cái nó sơn, nó sơn lên. Cho dù là Boss đi, có nghĩa là Boss có nhiều cái á, nó dập nổi lên luôn, nhưng mà nó đúc từ trong ra, còn có nhiều cái nó vẫn còn sơn, giống như 2-26 của Boss. Chị sạn thời gian mất cái màu đỏ đúng không, nó còn chữ Boss không à. Tức là đó là nó sơn, nó dập lên nhưng mà nó sơn. Còn thằng Acuya này nó làm phân khúc, nó rẻ tiền thôi, nhưng mà nó làm anh chị mình nói nhìn đường nét không có chê, từ trên xuống dưới anh chị mình không có chê. Đây là đảo chiều ha, cò thì tóc rất là mượt, rồi cao su là nó đúc liền nè, nó không có bị bung như mấy người kia đâu. Rồi quan trọng là cái chỗ mấy chữ này, anh chị mình thấy cái chữ này không, đó cái chữ này là hay chữ Acuya, hay cái viền này là nó từ trong ra nè. Chút xíu mở cho anh chị, chỉ cho anh chị coi, ở đây á, là nó cũng đúc luôn đó. Thay vì cái này là nó cũng đúc từ trong ra nè anh chị, chứ không phải là nó sơn đâu nha. Đó, cái này cũng vậy, nó đúc từ trong ra luôn đó. HB này là nó nói là cái dạng như máy mà thuộc cái nó nói là trong cái tiếng Anh của nó là hiệu suất cao á, thì hiệu năng cao á. HB trong tiếng Anh nó dịch ra là cái gì đấy, nhưng mà nó nói là hiệu năng làm việc nó rất là cao đó. Về trong ngoài thì anh chị mình nhìn thấy là không có chê được chỗ nào đúng không. Ở đây nè, bên trong cho anh chị mình coi, Hồng Nhiên nói tại sao nó đúc nè. Đây anh chị mình thấy nè, thấy như cái viền bên dưới là nó đúc từ trong ra luôn ha. Đó, ok. Hay là cái vỏ cũng vậy anh chị, cái vỏ nè đó, nó cái vỏ là tức là nó bơm nhựa từ bên trong này ra để nó có được cái viền này. Cho nên là cái viền này không bao giờ nó xúc ra anh chị, nó không có xúc ra đó, và nó cũng không phai màu luôn. Anh chị xài một thời gian là anh chị mình có thể là vệ sinh, lấy bằng chải xịt RB7 rồi vô anh chị chà là nó sạch lại liền, nó rất là ok đó. Mẫu này nè, rồi bên trong của nó cho anh chị mình coi, dây đồng nè, dây đồng nó làm rất là lớn luôn chị, dây đồng cực kỳ bự. À, cái đầu của nó anh chị mình thấy cái đầu, một con máy thì thông thường 16-18 chị thấy cái đầu nó nhỏ đúng không đó, còn máy này cái đầu nó lớn nè, thấy đặc biệt không đó, bằng nhôm, hợp kim nhôm hết luôn nè đó. Rồi dây đồng nè, đây motor từ của nó nè anh chị, nó có những cái rất là hay. Thông thường á anh chị mình thấy á, những cái máy kia không bao giờ nó có rãnh lồi này à, nhưng mà cái máy này có. Thông thường mấy người kia nó rãnh âm vậy không à anh chị, nó không có rãnh lồi này đâu. Thì anh chị mình thấy rãnh lồi này nó để làm gì, khi mà anh chị mình tác động nhiều á thì cái máy này khi anh chị quan sóc đồ á, cái phe này thời gian nó có thể nó bị dịch chuyển anh chị. Còn khi này nó làm cái rãnh lồi nè, vô trong này nó chịu vô cái ngàm nè anh chị mình thấy không, ở dưới này có ngàm, bên trên này có ngàm nè đó, nó có cái ngàm trong này, cho nên là cái rãnh lồi này nè nó nằm vô cái ngàm này luôn, là nó không bị dịch chuyển đi đâu hết, nó nằm dính trong đó luôn. Cái chỗ này thiết kế rất là hay nè, những cái sản phẩm khác nó không có làm được như vậy đâu, nhưng mà sản phẩm này nó làm rẻ tiền thôi, nhưng mà Acuya nó làm tới mức độ này. Rồi anh chị mình nhìn cái vỏ của nó ha, cái vỏ nó là một cái loại nhựa mà anh chị mình thấy ở trong nè, có những cái chấm lỗ nè, nó bơm ra ngoài anh chị ha, nó bơm keo ra là nó đính liền luôn, chứ không phải là anh chị mình thấy là nó không phải là nó dán vô đây. Cho nên là cái vỏ này nó làm rất là tốt. Trên những con máy đắt tiền còn của Makita thì nó sẽ làm như thế này, nhưng mà bây giờ Acuya là thổi một cái làn gió mới vô. Em nói anh chị nè, đây là con máy F1 đầu tiên của Acuya làm về những cái công nghệ này, và nó là phải mấy tháng nữa là những sản phẩm khác sẽ đua về làm công nghệ này, tại vì công nghệ này là lần đầu tiên mới thấy ha. Đó anh chị mình thấy 16.8 mà nó như vậy luôn là anh chị mình biết rồi đó. Đó ok ha, khác biệt hoàn toàn. Và giá bán của nó trọn một bộ đó
1.550.000. Có hai màu, xanh lam và xanh lá cho anh chị mình chọn nha. Xanh lam xanh lam là như thế này, xanh lá là như thế này, tất cả bảo hành 1 năm. Đó anh chị mình thấy không? Pin 16V, pin 4 cell của nó vậy. Đó ok. Thằng này nó xài giống cái hệ mà giống như là Hukan nè, Hukan những cái dòng cao á, dòng Gen 2 đó anh chị, là xài giống pin này nè. Rồi nó xài giống như là của Ritman đồ, đại khái là cái kiểu pin nó, chân pin nó vậy ha. Trọn bộ giá 1.550.000 anh chị. Rồi ok anh chị, mình sẽ thấy bên này những cái sản phẩm giống như Akuya nó cũng về những cái sản phẩm về giá rất rẻ nè. Anh chị mình muốn rẻ nè. Ok, một cái máy bù lon như thế này ha, bảo hành 6 tháng. Với những cái máy kia là dòng cao bảo hành 5, bù lon về bảo hành 6 tháng. Thì một cái máy này là 350.000. Một máy nó sẽ đi theo hai pin. Bây giờ Akuya nó sẽ đi tới là giống như cái vỏ máy nào của nó em cũng thấy là có hình xương sa hột lựu. Hạt kim sa nè, nó đính trên này giống Galaxy anh chị, phiên bản Galaxy ha. Thì nó là 2-trong-1, nó để bắn dít, mở bù lon. Nhưng mà 350.000 thì anh chị mình coi là mình mở lạc vạc xe máy đồ, lạc vạc xe hơi 7 chỗ, 4 chỗ đồ ok ha. Còn anh chị mở lớn quá thì mình chọn những phân khúc lớn ha. Nhưng mà được cái là chân pin phổ thông, và những cái pin của Akuya bây giờ nó làm rất là đẹp đó, nó làm cũng cải tiến anh chị. Chân pin phổ thông nè ha, chạy động cơ từ, không có chỗ than, và pin của nó bây giờ á là nó chạy được cho Makita xịn của hãng luôn. Và giá một bộ của nó như vậy nè anh chị mình thấy, hai pin một sạc nha. Trọn bộ là anh chị mình thấy, trời nãy khoan tường nó bay vô đây đó anh chị mình thấy nè, nó sẽ có cho anh chị một loạt những cái đầu tiếp ở đây, 2, 4, 5 cái đầu tiếp nè ha, từ nhỏ tới lớn. Lớn nhất cái đầu tiếp này là bao nhiêu đây, đầu tiếp 22 là lớn nhất anh chị. Rồi nó có những cái đầu chụp ton cho anh chị, từ nhỏ tới lớn nè ha. Rồi nó có những cái đầu vít, rồi nó có con sâu này để anh chị khoan vô gốc, nó đầu chuyển vít có luôn, thay vì mình sợ rớt mũi thì nó này nó có luôn mũi khoan nè. Đó, nó có những cái mũi khoan, khoan gỗ nè anh chị, và mũi khoan của nó là khoan sắt chui lục giác luôn. Mỗi một máy nó sẽ có hai pin và một sạc, tức là này nó sẽ có nè anh chị mình thấy, cái đời này là nó chỉ có 350.000. Nó có màu xanh lam và nó có màu xám, màu xám không gian kiểu như vậy, nó có hai màu đó, nguyên cái thùng nó vậy đó. Mỗi một máy hai pin kèm một sạc anh chị, kèm một sạc dày và một cái dây đeo như vậy. Giá là 1.290.000 đó. Cái đầu này anh chị thấy đầu nhôm này không đó, đầu nó là đầu 2-trong-1 đó. Ok, nó mấy này chức năng nó là thông dụng rồi, nó có hai số anh chị ha, số 1 số 2, hết lực tự ngắt là có luôn ha. Đó, số 1, số 2 đó, có hai số. Cái mẫu 350 sẽ có hai màu nha anh chị, màu xám và màu xanh lam. Anh chị chọn 1.250.000 cái. Còn nếu anh chị mình xài lên cái mẫu là 380.000 thì nó có 3 màu. 380.000 thì cái hộp nó cũng y chang vậy, nó cũng sẽ có đầy đủ đồ vậy, và mỗi một máy là hai pin 10 cell vậy nè. Đó, mỗi một máy hai pin, chân pin mà 21 thông dụng. Đó, 380.000. Thì một máy này là 1.430.000. Một máy hai pin một sạc kèm một cái thùng là nguyên một cái đống phụ kiện đồ nghề vậy đó. Nó có 3 màu cho anh chị nè không. Màu tím lam nó là vậy nè. Đó, màu xanh lam nó là vậy anh chị. Nó sẽ có đầy đủ full phụ kiện hai pin. Đó, đồ nó cho theo cho anh chị đầy đủ. Nói chung là những cái mũi đồ nó cho theo thì anh chị mình xài gia đình thôi. Chứ còn mai mốt anh chị mình cần, anh chị mình mua những cái mũi cao cấp hơn. Mũi cho mà, mũi tặng mà, nên là nó không phải là cao cấp đâu ha. Rồi. Anh chị mình thấy những cái đời này á thì nó làm ra nó cũng có đồ đóng đinh. Rất nhiều người nói về cái đồ đóng đinh này, nhưng mà đối với Hồng Duyên anh chị, thường thường Hồng Duyên nói là không có nên cầm mấy cái này mà đóng đinh. Lâu lâu gặp đóng tắc kê rồi chơi chơi anh chị ha, đóng tắc kê nhẹ nhẹ là kẹt mà, kẹt thì đóng nhẹ nhẹ gõ gõ, chứ anh chị gõ quá nó hư máy luôn á, phải không? Cho nên là chỉ có cho nó có phụ trợ thêm thôi nha anh chị, không những cái chức năng giống như máy. Nhiều người quảng cáo cái máy này phải rút lỗi cho nó thiệt là ngon luôn. Không phải, cái máy này là cái máy ở mức độ này thì mình xài mức độ là vừa phải, lâu lâu gặp kẹt mình dứt thôi. Chứ còn để rút lỗi mấy thằng này, mấy thằng lớn sao làm, đúng không? Mấy lớn ai bán cho được, đúng không? Rồi máy này cũng vậy, bán xài cái này rồi mới mốt cây búa bán cho ai, đúng không? Đó, cho nên là anh chị mình mua cái này 1.430.000, có 4 cái đèn trước nè. Đây là có 4 đèn nè anh chị, lực là 380.000, con này là B380 mà. Thì nó cũng có hai số, cái nào nó cũng có hai số. Số 1 và số 2, số 1 nè, nhấn cái số 2, hết lực nó cũng ngắt luôn. Nhấn cái hết lực nó ngắt anh chị, khi chạy ra ha, đó nó có 3 màu như vậy đó. Anh chị mình nhìn kỹ ha, màu xám không gian nè, xanh này xanh lam nè, đó. Rồi này xanh lá nè, đó, thì anh chị mình nói xanh lá, xanh quân đội gì đó, đại khái là nó có nè nè, thấy không?
pin của nó là thông dụng, pin 10 cell, xài cho Makita xịn được luôn. Đó, 1.430.000. Ở đây nó có một cái cặp máy mài nữa. Thì anh chị mình thấy máy mài á, nó cũng có hai màu. Đó, ba màu luôn. Ừ. Máy mài nó có ba màu luôn anh chị, tức là nó cũng có màu xám nè. Thấy không? Rồi nó có màu xanh lam nè. Đó, xanh quân đội, xanh lá nè. Thôi. Thì anh chị mình thấy con máy này, những con máy này nó có ba số điều chỉnh. Số 1, số 2, số 3 anh chị điều chỉnh nè, số 1, số 2. Đó, thì anh chị số 1 nè ha. Đó, tăng lên đây số 2 có màn hình điện tử nha. Tăng số 3. Đó, ok. Thì máy này á, thằng nào nó anh chị á, nó cũng có chức năng là chống khởi động lại hết á. Máy pin là buộc phải có nè, đang mất nguồn nè. Đó, ok, nhấn vô là nó có chức năng chống khởi động nè. Ha, tắt số 1 lên. Máy này đều phải có, cái anh chị mà sốc bể đá thì nó cũng phải ngắt. Đó, thì nhưng mà sốc máy này nó không có chức năng anti kíp bách như kia thì phải sốc thực sự là mạnh là nó mới ngắt được ha. Đó, thì giá bộ máy mài 2 pin 15 cell kiểu vậy nè anh chị. Đó, 2 pin 15 cell kiểu vậy, một máy, một cái thùng. Nó sẽ có khóa mở bảo vệ tay nắm cái thùng nó trong này. Đó, một viên một cái thùng của nó là vậy nè anh chị. Đó, nguyên thùng. Đó thì nó cũng ok, làm cũng chắc chắn lắm á. Giá 1.550.000 một bộ nha. 1.550.000 anh chị mình thấy cái nào nó cũng có đầy đủ khóa mở tay nắm và hai cục pin. Ha, hai cục pin bảo hành là 6 tháng. Pin là pin 15 cell luôn anh chị. Và nó xài được cho Makita xịn nha. Đó, cầm rất là gọn, 1.550.000 nè ha. Rồi ở đây anh chị mình thấy này là 1.430.000. Bên con này 350 nêu thì 1.290.000, nhưng mà nó tặng đầy đủ đồ là mình chơi dễ trong nhà, mình khoan cũng được, mở bù lon cũng được, nói chung làm được rất là nhiều thứ. Rồi nó có con K7 anh chị mình nhớ không? À, con này là F1, mẫu này là F1 mẫu mới nhất đó. Còn ở đây là K7 nè. K7 thì nó có hai đầu anh chị mình nhớ không? Đây K7 thì có đồ đóng đinh, có bát. Rồi ở đây nó có cái đầu chuyển, khi anh chị mình không thích thì tháo đầu này ra, gắn đầu chuyển vít vô. Đó, K7 là 1.050.000 hôm trước anh chị mình nhớ nè. 1.050.000 đó. Thì anh chị mình thấy là ở đây Hồng Nhiên giới thiệu sơ lại cho anh chị là Akuya lần này nó về nó cũng cải tiến rất là nhiều. Anh chị mình thấy lên cái cải tiến này là nó cam kết là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam 16V8 có chức năng anti kíp bách. Một con máy 16 ly nhỏ, con này chỉ nặng ký mốt mà nó lại sở hữu cái cụm đầu của 13 ly ha, đầu 13 ly của những con khoan 13 ly. Đó, lực 83 niu cũng là con máy đầu tiên tại Việt Nam có được cái lực 83 niu ha. Đó, rồi, pin của nó dung lượng 2000, nó nói xài thời lượng lâu. Với lại là anh chị mình thấy cái này nhẹ lắm. Nhẹ ăn cái. Ok, rõ ràng ha. Rất là nhẹ luôn anh chị. Nhẹ cái là đôi khi anh chị mình thấy lắc rất là nhẹ, nó nhạy, nó làm độ nhạy của nó tới rồi giống như những con hàng xịn đều quát đồ luôn. À, nhẹ cái thôi, không cần phải quá lớn ha. Rồi, với cái giá của con này là anh chị biết rồi, 1.550.000. Có nhu cầu liên hệ Hồng Nhiên. Ý kiến của anh chị thế nào về những sản phẩm của Akuya có thể để lại comment bên dưới giúp Hồng Nhiên ha. Còn bây giờ Hồng Nhiên xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.